Kính thầy tôn quý và cả lớp thân thương, hôm nay con được sự khuyến khích và động viên từ thầy, con xin viết về sự cảm ngộ trong quá trình nghe pháp của con đến cả lớp ạ. Ngày đầu nghe pháp, con nhớ lại ngày đầu tiên nghe pháp của thầy, con đã ấn tượng đầu tiên về bài pháp thầy giảng về giới luật và đạo đức. Bài pháp này đã in đậm trong tâm con rất sâu sắc. Chính vì vậy mà con yêu thích và hào hứng mỗi khi nghe. Do con cần tánh chậm lục nên con luôn đặc biệt nghe pháp lên hàng đầu để con hiểu và biết đường tu tập qua những bài giảng của thầy. Tranh thủ thời gian nghe pháp, do con vừa đi dạy ban ngày, tối về con lại dạy thêm tại nhà nên thời gian con phải cân đổi cho phù hợp. Sáng con dạy sớm công phu, buổi trưa con dạy học về thì con tranh thủ nghe pháp. Sau đó lên lại chim sát, khoảng 12:30 con ăn trưa. Nghỉ chút thời gian 1:30, con lại đi dạy học. Lúc dạy học chuyển tiết khác, con cũng tranh thủ nghe pháp thầy giảng. Dù ít phút thôi, nhưng con vẫn tranh thủ nghe. Tối về con công phu, phần còn lại ạ. Lúc xong gần đi ngủ, con lại tranh thủ nghe pháp khoảng 15-20 phút, rồi con mới đi ngủ. Ngày qua ngày như vậy, nó thành thói quen. Con nhận thấy việc nghe pháp như ăn cơm, uống nước hàng ngày. Mỗi ngày nghe để tưới tắm cho tâm bồ đề thêm vững mạnh ạ. Nghe pháp chưa rốt ráo. Vì sao con lại nói là chưa rốt ráo? Là bởi vì con mới nghe mà chưa thấm sâu. Bởi con nghe theo số lượng, nghe dàn trải, nên không nhớ kỹ để hành trì. Đặc biệt là tâm chưa tập trung vào lời pháp thầy giảng. Từ khi con học từ chị, sư tỷ là phải nghiền ngẫm. Chị gọi là nấu cháo pháp, nên con đã học theo chị để hành trì. Thay đổi cách nghe pháp. Từ lúc này, con đã suy nghĩ và thay đổi cách nghe pháp của con. Con nghe một bài, thì bài đó phần nào thầy nhấn mạnh hoặc nó là cốt lõi của bài pháp thì con sẽ nhớ hoặc chép lại. Con nghe đi nghe lại đoạn quan trọng đó để nhớ và áp dụng. Nó giống như một bài toán, trước khi làm mình phải đọc đề bài, rồi xem bài này nó là dạng gì và làm như thế nào. Nếu mình nắm được cốt lõi bài toán, mình sẽ làm bài tốt. Nghe pháp cũng vậy, nếu nắm được cốt tủy của bài pháp thì mình sẽ phân tích và ứng dụng thực hành được ạ. Giờ đây, việc nghe pháp với con thật là điều hạnh phúc, bởi qua bài giảng của thầy, con đã học được rất nhiều đạo lý trong đó. Thầy dạy về đạo lẫn về đời một cách hài hòa và gần gũi. Trong tâm con luôn hoan hỷ mỗi khi nghe pháp, trên đỉnh đầu của con mát dịu rần rần khó tả, thân tâm nhẹ phơi phới ạ. Áp dụng khi nghe pháp. Khi con nghe thầy dạy câu hạnh phúc chân thật là không mong cầu, con rất thích câu nói này của thầy nên con đã áp dụng. Lời dạy của thầy ý nghĩa rất hay, thể hiện được những chữ buông. Con áp dụng như sau: về việc công phu, tất cả tâm con dành hết cho khắp pháp giới chúng sanh và về đạo bồ đề, vợ chồng con cái bố mẹ, con không cầu, duy chỉ dành hồi hướng cho chúng sanh thôi. Về cuộc sống gia đình, con không cầu tiền bạc, không cầu sức khỏe, không cầu trí huệ, không cầu tiêu nghiệp, không cầu gia đình hạnh phúc. Con trước đây vừa đi dạy, vừa bán online, nhưng từ khi con hiểu pháp thầy giảng, con đã bỏ bán online vì hàng hóa không minh bạch. Vì con không muốn phạm giới, con nghĩ mình đi dạy ổn định như vậy sẽ có nhiều thời gian để tu tập và hồi hướng cho chúng sanh. Ít tiền nhưng thanh thản, có rau ăn rau, cơm chay qua ngày con cũng vui ạ. Mỗi ngày trôi qua, con cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng và an lạc lắm. Giờ tâm niệm của con là vì chúng sanh, là vì đạo bồ đề thôi. Rồi khi con nghe bài pháp về ngã, con cũng đã nhìn nhận lại bản thân mình đang ở nơi nào. Ôi thôi, con luôn sống trong cái tôi, cái ngã mà cứ nghĩ là hay. Gặp sự việc gì là cố chấp để bảo vệ quan điểm của mình.
nhưng khi con nghe xong bài về ngã, con đã dần dần thay đổi, nên hạ mình xuống, nhìn nhận sự việc cho hài hòa, dịu tâm mình xuống, nên lắng tâm để nghe nhiều hơn nói. Con thấy khi mình biết nhún nhường, biết cung kính người khác, thì tự nhiên cái tôi nó nhẹ mỏng đi. Trong gia đình cũng như trong giao tiếp, con nghe nhiều hơn và tiếp thu những góp ý của mọi người để cân đối lại bản thân mình cho tốt. Một điều con thấy rất nhiệm màu đó là con không cầu gì cho gia đình, thế nhưng những điều may mắn lại đến với gia đình con một cách nhẹ nhàng và con cũng không tin được ạ. Đó là con cái mạnh khỏe, anh nhà con thì công việc thuận lợi và suôn sẻ, mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Về cơm áo gạo tiền, tuy không nhiều nhưng con thấy biết đủ nên còn không lo lắng như ngày xưa nữa. Mọi thứ đều đến rất tốt đẹp ạ. Trên đây là đôi lời chúc chia sẻ cách nghe pháp của con gửi đến thầy và cả lớp. Những bài pháp của thầy thật gần gũi và rõ ràng, chúng con cứ thế mà nương theo để tu tập. Con kính ơn thầy đã ban pháp cho chúng con học tập ạ. Kính thầy, kính pháp. Sư tỷ kính ghi. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。